đầu ra của cây hương như thế nào, và khi mà bán giống thì có bao tiêu đầu ra không? Thì đây là những cái câu hỏi của anh chị em khi mà tìm hiểu và muốn nuôi cây hương. Thì đối với cây hương thì cũng xin giải thích với anh chị em là cái con cây hương này thì nó rất là nhiều giống, nhiều dòng, và cái con giống nó khác nhau, và cái giá trị bán ở trên thị trường cũng khác nhau, không có ai giống ai. Từ rẻ có, trung có, và giá cao có. Thì như thế nào là cái giá trị thực tế của cái con cây hương này? Thì nói về cái con giống thì nó sẽ có cái giá từ cái dòng con giống baby và con giống hậu bị, sau đó là đến con giống bố mẹ, và tiếp đến là những cái con giống đã mang bầu hoặc là những cái con được chiến. Thì nó rất là nhiều cái giá nó khác nhau, và từng mỗi loại thì mỗi một người, mỗi một trại thì có cái giá trị khác nhau và bán khác nhau. Thì mình ở video này thì mình chỉ chia sẻ với anh chị em là cái gì thì nó cũng sẽ có cái giá của nó, tiền nào của nó, không phải là mình cứ lựa chọn mình mua rẻ là nó sẽ được cái con giống nó không tốt, mà cũng không phải là mình mua đắt mà mình được cái con giống hẳn hoi. Thì cái điều quan trọng là chúng ta cần phải có kiến thức, chúng ta chăn nuôi và chúng ta hiểu biết được là cái nguồn gốc của cái con vật chúng ta mua về làm giống, nó nguồn gốc nó ở đâu, nó như thế nào, và nó có cái yếu tố là nó có bệnh tật gì hay không. Thì khi mà anh em mới nuôi thì chắc chắn một điều rằng là ai cũng sẽ gặp những cái vấn đề về thất thoát về con giống. Không ai dám tự tin nói là nuôi đạt 100% và không gặp vấn đề gì. Thì cái con giống nó sẽ quyết định cái vấn đề là chúng ta có thành hay bại, nó ở cái vấn đề là nuôi được hay không. Còn cái việc bán được hay không thì là nó ở một câu chuyện phía sau. Thì khi mà anh em nuôi thì chúng ta lên ở những video trước thì tôi cũng chia sẻ với anh chị em là cái con giống là chúng ta cần phải nhập đúng cái giống. Khi mà cùng một cái công sức chúng ta nuôi mà con giống chúng ta nhập đúng với con giống của nó thì nó phát triển rất là nhanh lớn, mà sau này nó đạt cân đạt ký. Nếu như chúng ta muốn nuôi theo mô hình bán thương phẩm thì nó cũng có giá trị của nó. Chúng ta nuôi cái dòng nó giống nó nhỏ quá, nó không đúng thì sau này chúng ta khi mà chúng ta nuôi cùng một công, nuôi cùng một công chăm sóc và cùng một thời gian thì nó cũng không phát triển được như chúng ta mong muốn. Thì cái này thì anh chị em lưu ý, cái này thì nó cần phải chúng ta có những cái trang trại uy tín để chúng ta lựa chọn, đặt niềm tin để chúng ta mua giống, chứ không phải là chúng ta cứ mua tràn lan mà trong khi đó mà chúng ta không hiểu rõ nguồn gốc của nó thì sau này chúng ta khi mà chúng ta nuôi một thời gian dài chúng ta sẽ biết được rằng là cái chất lượng con giống như thế nào. Thế còn cái việc bao tiêu đầu ra thì cũng chia sẻ thật với anh em là cái giá trên thị trường thì nó rất là nhiều giá, mỗi một cái giá trị nó khác nhau. Mình thì không lựa chọn là bán theo cái giá thị trường, vì là cái mình sẽ đưa cái dịch vụ vào cái con giống, nghĩa là khi mà anh chị em có lấy giống thì sẽ bao gồm cái việc là bảo hành sức khỏe cho anh con giống cho anh chị em, cái thứ hai là hướng dẫn anh chị em nuôi khi ở cái giai đoạn đầu. Để mà nói mà nuôi được con cây hương này thì nó cũng rất là nhiều cái kỹ thuật mà chúng ta cần phải biết, nó cũng không phải đơn giản là chúng ta cứ nuôi là sống mà nuôi là sinh sản được. Trong quá trình nuôi thì nó là con vật cho nên là nó kiểu gì nó cũng sẽ gặp những cái rủi ro trong cái quá trình chăn nuôi. Thì cái giai đoạn khi bán giống cho anh chị em thì sẽ hỗ trợ anh chị em ở cái việc là bảo hành về sức khỏe con giống, thứ hai là hỗ trợ anh em cách chăm sóc ở những cái giai đoạn đầu, và cái tiếp theo là hướng dẫn anh chị em có thể là chúng ta có thể nuôi làm sao để có thể là sinh sản và phát triển được. Thế còn bình thường khi mà chúng ta lựa chọn mà bán con giống không được thì thường là chúng ta bán theo cái kiểu là chúng ta chưa biết marketing, chưa biết quảng bá sản phẩm của mình và cũng chưa biết trao giá trị, thì thực tế là chúng ta rất là khó bán, vì thường là cái con vật này giá trị nó rất là cao. Người ta mua thì người ta mua vì niềm tin và người ta mua ở cái sự uy tín của trang trại và chính bản thân chúng ta, chứ người ta không phải là người ta mua vì cái con giống. Vậy nên là khi mà chúng ta để bán được con giống giá cao thì chúng ta cần phải là có những cái dịch vụ đi kèm để làm sao để cái người mới nuôi người ta tin tưởng, người ta yên tâm là khi mà người ta lựa chọn, người ta xuống tiền đầu tư thì người ta cảm thấy rằng người ta sẽ không phải lo lắng gì cả. Mình thì mình không lựa chọn là cạnh tranh về giá, vì cạnh tranh về giá nó là một cái chiến lược là gần như là đưa nhau xuống cái chỗ chết.
không bao giờ mình lựa chọn cạnh tranh về giá. Mình sẽ bán cái giá cao nhưng mình sẽ đi kèm là đằng sau là mình hỗ trợ bảo hành về con giống, đổi trả, hoặc là hướng dẫn anh chị em làm sao để khi mà chúng ta đã mua con giống là chúng ta được luôn và chúng ta không bị hao hụt và thất thoát về con giống. Thì cái việc bao tiêu đầu ra thì quan trọng nhất là cái con giống của chúng ta khi mà chúng ta nuôi thì chúng ta có chọn đúng giống không. Đầu tiên là chúng ta muốn bán được giống thì chúng ta phải nuôi cái đúng cái con giống mà chúng ta thị trường người ta mong muốn. Cái thứ hai là con giống của chúng ta nuôi sức khỏe tốt, khỏe mạnh, ăn uống tốt, phát triển tốt và sau này về chúng có thể sinh sản tốt. Thì cái đầu tiên là muốn bán được con giống thì chúng ta phải có con giống tốt. Cái thứ hai là để bán được con giống thì chúng ta phải có uy tín ở trên thị trường, có mô hình chăn nuôi thực sự là mô hình sinh sản, và chúng ta phải có những cái kiến thức chăn nuôi để mình hỗ trợ anh chị em khi mà là người mới nuôi, còn chưa hiểu biết nhiều về cái con động vật hoang dã này. Và tiếp theo nữa là đằng sau những cái hướng dẫn đó thì chúng ta cần phải có cái sự tương tác, hướng dẫn cụ thể bảo hành cho mọi người thì mọi người sẽ có niềm tin và mọi người sẽ mua giống của chúng ta với cái giá trị cao. Còn tất nhiên là có những người sẽ chê cái con giống của chúng ta bán ra thị trường là giá quá cao so với thị trường thì không sao cả. Những người mà người ta lựa chọn cái giá trị thấp hoặc là lựa chọn cái con vật với số tiền ít thì đương nhiên người ta sẽ được nhận được những cái giá trị nó thấp hơn so với những cái con giống giá trị cao. Thì cái gì nó cũng vậy, tiền nào của đấy. Khi mà anh chị em đi mua giống cũng vậy, thì chúng ta nên đầu tư thêm, hiểu biết thêm về những cái kiến thức chăn nuôi để chúng ta có cái cách chúng ta mua con giống, nhập con giống làm sao cho nó đạt hiệu quả cao và nó về nó hạn chế hao hụt ở cái mức thấp nhất. Thì đối với con giống thì cao hay thấp thì cái câu chuyện đấy là do chúng ta lựa chọn. Còn chỉ khi là những người thực tế, là những người bước vào chăn nuôi thực sự thì mới sẽ hiểu rằng là cái tại sao nó cao và tại sao nó thấp, tại sao nó sẽ phải ở cái mức giá cao, chúng ta sẽ được những cái gì và chúng ta mất cái gì. Thì để bán được con giống thì chúng ta cần có những con giống tốt, có những dịch vụ tốt, có những cách chăm sóc khách hàng tốt và có những cách truyền thông quảng cáo marketing để làm sao mà chúng ta trao giá trị thật nhiều cho khách hàng, thì lúc đó chúng ta sẽ bán được chúng ta vừa bán được nhiều và chúng ta vừa bán được giá cao. Nếu như chúng ta chỉ quảng cáo theo mức thông thường, nghĩa là đăng ảnh lên mạng hoặc là đăng lên các hội nhóm, thì đa phần là chúng ta sẽ bị ép giá và bị so sánh về giá. Nên chúng ta nên xây dựng thương hiệu cá nhân, xây dựng thương hiệu của trại và trao trị cho thị trường, thì lúc đấy giá nào chúng ta cũng bán được. Video của tôi đến đây kết thúc. Chúc anh chị em chăn nuôi thành công.